ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô Tông Đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Một đời theo Chúa giao truyền, dù lắm truân chuyên, hăng say vững chí can trường, sớm hôm nhiệt thành. Một đời vì Chúa dân thân, miệt mài để sống chứng nhân, rắc gieo niềm tin, thầy là Kitô. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô Tông Đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Còn đầy yêu đuối lỗi lầm mà Chúa thương tha, dù đã trôi Chúa ba lần đớn đau ê chề, vì Ngài đã thấu suốt con, một lòng thề hứa sắt son, mến yêu một Chúa nhiệt thành sống hăng say. Ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô Tông Đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Xin thương hội thánh lưu hành về chốn thiên cung, bao phen giông tố bão bùng khiến con hại hùng. Nhờ lời hằng sáng thank you.
đang vẽ vang danh Chúa không ngừng. Đáng ngưỡng mộ hai cột trụ của hội thánh Chúa, giúp nhân loại nhận ơn cứu độ.
bước chân đi đến dân ngoại, nói cho họ biết về con Chúa, lòng vững tin nơi Chúa muôn loài. Phê-rô và Phao-lô, hai vị thánh thủ lĩnh tông đồ, là bạn đường của Chúa Kitô, là tông đồ chịu nhiều thánh đô. Phê-rô và Phao-lô, hai vị thánh thật đáng ngưỡng mộ, hai cột trụ của hội thánh Chúa, giúp nhân loại nhận ơn cứu độ. Hai cột trụ của hội thánh Chúa, giúp nhân loại nhận ơn cứu độ. Yeah.
xuân có ích gì đâu. Lạy thầy, con biết thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến thầy, yêu mến thầy hơn chính mình con. Yêu mến thầy, yêu mến thầy hơn hết trên đời. Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá trên viên đá. Thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo đi con. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Như bài kèn cũng như là bài ca nhập lễ cho chúng ta thấy hai vị được gọi là cột trụ của hội thánh, và hội thánh được xây trên nền tảng của viên đá góc tường Phêrô. Từ đó để hội thánh luôn luôn đứng vững, và hội thánh được phát triển lại cũng nhờ vào Phaolô, người luôn luôn hướng tới cái công việc loan báo tin mừng, đến nỗi mà ông thao thức: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo giáp chung của giáo xứ chúng ta tôn nhận cả hai vị là một mạng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các thành viên trong giáo giáp luôn luôn biết noi gương hai vị thánh tông đồ, vừa là cột trụ của hội thánh thì cũng là những cột trụ của giáo xứ, của cộng đoàn chúng ta. Và rồi cũng noi gương thánh Phaolô trong công việc quảng diễn tin mừng của Chúa cho những người anh chị em của mình, quảng diễn một sứ điệp yêu thương chứ không phải theo những cái cá tính hay là cái cá nhân của mình. Vì vậy mà chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả cộng đoàn, đặc biệt là giáo giáp chung, luôn luôn biết noi gương hai vị thánh để gắn kết xây dựng hội thánh địa phương là chính giáo xứ chúng ta. Lễ thánh Phêrô Phaolô cũng là bổn mạng của rất nhiều các ông các anh trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện và chúc mừng cho những người có tên thánh là Phêrô Phaolô. Nguyện xin hai vị thánh cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta biết theo gương các ngài, để chúng ta luôn luôn là những người trung kiên với Chúa trong cái đời sống đạo của mình. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng của hình mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài, hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài răng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Công vụ tông đồ. Thời ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã truyền chém đầu ông Gia-cô-bê là ông anh của ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại truyền bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men, bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh, mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua và sau lễ bánh không men điệu ra để cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ giữa như thế, thì hội thánh không dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị xiềng xích vào hai cánh cửa xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chiếu rọi rực rỡ gian phòng. Thiên sứ đập vào cạnh ông Phêrô và nói, đánh thức ông và bảo, đứng dậy đi. Xiềng xúc liền bẻ tung ra khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp, thắt lưng lại và xỏ giáp vào. Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ bảo ông khoác áo choàng vào và đi theo tôi. Ông liền làm theo mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không. Cứ tưởng là mình đang kiến thức một thị kiến. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đoạn phố, thì bỗng thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô hoàn hồn và nói, bây giờ tôi biết sự thật là Chúa đã sai thiên sứ của người đến và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê. Và tôi, mọi điều nhân dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu. Đó là lời Chúa. Chúa bị biển, nào ấy đồng thanh
trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành. Và tất cả các dân ngoài được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa
quý ông bà và anh chị em. Con người chúng ta đang đi tìm cái vấn nạn xem là mình là ai, mình là cái gì, mình sống trên trần gian này để làm cái gì. Câu giáo lý đầu tiên cho chúng ta thấy ta sống ở đời này là để tìm hạnh phúc. Vậy nếu tìm không được thì sao đây? Và sống không có hạnh phúc thì cũng sao đây? Đã một vài lần tôi kể cái câu chuyện của triết gia vô thần dòng Ponsak. Một ngày kia khi mà ông nằm tắm nắng ở trên bãi cỏ, và cái bãi cỏ ấy thì người ta đã có một cái biển đề rằng cấm dẫm đạp lên cỏ. Và khi thấy dòng quan sát nằm ở đó thì cảnh sát mới đến hút ông đi. Và với một cái giọng điệu nghề nghiệp quát mắng: ông là ai? Dòng quan sát mới trả lời: tôi cũng đang đi tìm cái câu hỏi xem tôi là ai. Các ông có thể trả lời cho tôi biết xem tôi là ai. Kính thưa cộng đoàn, quả thực rất khó để có thể trả lời cho chúng ta biết chúng ta là ai. Hôm nay Đức Giê-xu cũng hỏi các môn đệ dựa theo những cái gọi là trưng cầu dân ý của dân chúng xem rằng Đức Giê-xu là ai. Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác thì lại bảo là Elia, rồi người khác nữa thì lại cho là Jeremia hay là một trong các vị ngôn sứ nào đó. Rồi Đức Giê-xu quay sang để hỏi những người môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Cái điều đặc biệt ở đây đó là Đức Giê-xu muốn chính các ông nói lên những cái tâm tư suy nghĩ của họ. Ông Phêrô có ngay một cái đáp án đúng đắn nhất: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Phêrô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng thầy là Đấng Thiên Sai. Dù tuyên xưng nhưng mà ông vẫn chưa thể hiểu thấu. Thầy nghiêm giọng cấm các ông không được nói với ai về cái căn tính của mình. Đấng Thiên Sai đến không phải như cái nhìn của người Do Thái cũng như các môn đệ để thống trị bằng sức mạnh, nhưng bằng con đường yêu thương và vác thập giá như người báo trước. Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Phêrô không phải chỉ tuyên xưng Đức Giê-xu như vậy là xong, nhưng còn phải đi vào cái cuộc thương khó với Chúa nữa. Nhưng sẽ có ngày vinh quang như Chúa đã phục sinh khải hoàn. Các ông giữ im lặng cho đến ngày lễ ngũ tuần, Phêrô mới công bố: nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói rằng người đã không bỏ mặc trong cõi âm ti và thân xác người không phải hư nát. Vậy toàn thể nhà Israel hãy biết chắc điều này: Đức Giê-xu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Kính thưa cộng đoàn, để sống được như lời tuyên xưng ấy, trở nên giống thầy mình, ông Phêrô đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng mà nhờ sức mạnh của tình yêu được lãnh nhận từ chính Đức Giê-xu,
để biến đổi trở nên những con người mới, sẵn sàng đối diện với mọi những cái khó khăn trên đường đời. Kính thưa cộng đoàn, Phêrô đã đại diện để nói lên những cái hiểu biết, những cái điều mình suy nghĩ. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và nếu như bây giờ mà Thiên Chúa hỏi chúng ta, Đức Giêsu hỏi chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào? Còn các con bảo thầy là ai? Thì có lẽ chúng ta cũng mượn cái câu trả lời của Phêrô, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Trả lời như thế thì xem nó có vẻ nó đơn giản. Bởi vì chúng ta mượn cái câu trả lời của một vị thánh cột trụ tông đồ. Nhưng mà để trả lời theo cái suy nghĩ của chúng ta, theo cái căn tính, theo cái niềm tin xác tín của chúng ta vào Đức Giêsu, thì liệu có đúng cái câu trả lời ấy không? Hay là chúng ta chỉ nghĩ Đức Giêsu như là một vị lãnh tụ nào đó, một vị thần nào đó, chứ không phải là Đức Kitô của Thiên Chúa, tức là Đấng được sức dầu. Và nếu như chúng ta xác tín Đức Giêsu như vậy, thì chúng ta cũng sẽ phải sống như thế nào khi mà chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của Đức Giêsu, và cũng là những người con cái của Thánh Phêrô. Chúng ta theo gương Ngài, chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta là ai đây? Chúng ta là một người Kitô hữu. Một người Kitô hữu tức là một người có Chúa, một người có Chúa Kitô, thì chúng ta phải sống theo giáo huấn của Chúa. Người có Chúa theo cái căn tính người Kitô là người phải sống như thế nào? Chúng ta là các linh mục tu sĩ thì chúng ta cũng phải sống cái căn tính của người linh mục tu sĩ. Chúng ta là những người trong ban hành giáo, chúng ta cũng phải có bổn phận của những người hữu trách, có nhiệm vụ quản trị cái giáo xứ này. Vậy chúng ta là ai? Chúng ta trả lời với Chúa như thế nào đây? Phêrô ngày xưa là một người trực tính, có sao nói vậy? Cho nên có những đoạn tin mừng chúng ta thấy ông sẵn sàng nói thẳng, cản luôn Chúa, không cho Chúa đi lên Jerusalem. Cho nên Chúa mới bảo lùi ra đằng sau, bởi vì việc của thầy thì anh không hiểu được, anh không thể cản được con đường của thầy. Bởi vì thấy cái gì là ông nói, trực tính chứ không phải là ngang tính. Chúng ta là con cái của Thánh Phêrô, chúng ta trực tính hay là chúng ta ngang tính? Không phải là mình cứ thích cái gì là mình làm, làm theo cái tinh thần của Hội Thánh, làm theo những cái đường hướng mà Hội Thánh đưa ra chỉ dẫn cho chúng ta, chứ không phải là cứ theo cái cá nhân của mình. Cho nên những người con cái của Thánh Phêrô là chúng ta được mời gọi đi theo Ngài, sống theo những cái đường hướng mà Ngài cũng đã theo. Thầy bảo cho anh em biết, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây Hội Thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Một tông đồ đã từng chối Chúa tới 3 lần, một tông đồ gọi là trực tính đã từng cản bước Chúa ấy, thế mà rồi Chúa lại đặt Phêrô là đá tảng, hay ta gọi là cột trụ của Hội Thánh. Được rồi, từ đó Hội Thánh được phát triển
trên nền tảng vững chắc của Phêrô. Như vậy để cho chúng ta thấy được là nguồn ân sủng lớn lao kỳ diệu của Thiên Chúa có thể biến đổi một con người yếu đuối, bất toàn để trở thành những viên đá sống động để xây dựng hội thánh. Thánh Phaolô chúng ta biết rằng là gốc là người Do Thái, và cái tên cũ của ông là Saulô. Sau cái biến cố ngã ngựa tại Tarso thì ông được đổi tên thành Phaolô. Trước đây ông cũng là một người nhiệt thành của Do Thái giáo, cũng đã từng đi bắt bớ các tín hữu Kitô. Nhưng mà sau cái biến cố ngã ngựa thì ông đã nhận ra chân lý mặc khải, nhận ra Đức Giêsu là ai, để rồi ông đi theo. Và là một người nhiệt thành, ông cũng sẽ là những người nhiệt thành trong cái công cuộc rao giảng tin mừng. Để rồi từ đó ông xả thân trong cái công việc loan báo tin mừng, nhiệt thành trong công việc của Chúa. Chúng ta cũng là những người tôn nhận Thánh Phaolô làm bổn mạng. Chúng ta cũng được mời gọi theo cái bước chân của Thánh Phaolô, nhiệt thành, hăng say trong cái công việc loan báo tin mừng và làm theo ý Chúa, chứ không phải là nhiệt thành theo cái ý riêng. Cái gì đúng ý của mình thì mình mới làm, còn cái gì không đúng ý thì mình không làm. Và như vậy thì hội thánh không phải như thế, mà hội thánh xây dựng trên nền tảng của lời Chúa và theo giáo huấn của Chúa, chứ không phải theo cái ý riêng của con người. Mà nếu như mà hội thánh cứ theo ý của từng người thì ngay cái giáo xứ chúng ta là mấy nghìn ý kiến, mấy nghìn ý khác nhau thì có mà loạn. Cho nên hội thánh hiệp nhất, hội thánh đứng vững dựa trên nền tảng của lời Chúa và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và rồi hai vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng có những cái quá khứ vấp phạm, lầm lỗi, nhưng mà lại làm nên những vị tông đồ phục vụ tin mừng, đến hy sinh mạng sống để trở thành cột trụ của hội thánh. Cho nên ông Phaolô ông ấy bảo rằng tôi đã chiến đấu trong cái cuộc thi đấu cao đẹp và đã chạy hết chặng đường để giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi cái vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Chạy hết cái chặng đường để giữ vững đức tin. Chúng ta thử đặt cái vấn nạn này xem, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc nào mà chúng ta đã nghi ngờ hay là đặt cái vấn đề về cái đức tin của mình chưa? Đã bao giờ mà chúng ta chối bỏ Thiên Chúa chưa? Có những khi chúng ta theo Chúa cả đời, nhưng mà đến những cái giây phút cuối cùng, về già về yếu, chúng ta lại chối Chúa, chúng ta lại đi theo cái trường phái lạc giáo để phản bội lại cái chân lý đức tin của mình. Cho nên Phaolô đã nói đến cái chặng đường cuối cùng mà mình đi đấy, mình phải đạt được, đó là cái chân lý đức tin. Và trong cái cuộc chạy đua ấy, ai là cái người dành tới cái vòng hoa chiến thắng? Ai ai trong chúng ta cũng đều mong muốn để có được một cái vòng hoa dành cho người công chính. Cho nên chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô để cho chúng ta ôn lại những cái nét chấm phá của hai vị thánh đặc biệt này, được gọi là cột trụ, để chúng ta thấy được rằng là dù có những bất toàn, dù có những yếu đuối,
dù có những lầm lỡ, nhưng cái quan trọng đó là chúng ta cần xin ơn Chúa để trung thành với Chúa, để luôn luôn nói như Phaolô, đạt được cái vòng hoa dành cho chính bản thân mình, bởi cả cuộc đời của mình phấn đấu làm tôi trung của Chúa, phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Và rồi cũng cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta có lòng nhân thành trong cái công việc loan báo tin mừng, xả thân vì Đức Kitô, vì Hội Thánh, vì những cái công việc chung, chứ không phải vì cái lợi ích của cá nhân để nổi danh hay là để làm theo ý riêng của mình. Lạy Chúa, chúng con biết rằng thân phận con người chúng con yếu đuối bất toàn, nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, chúng con tin tưởng vững chắc rằng chúng con sẽ chiến thắng cùng với lời chuyển cầu ban ơn của hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, để mỗi người chúng con luôn luôn tin tưởng vững chắc có Chúa cùng đồng hành nâng đỡ, để chúng con cũng luôn luôn trở nên những viên đá sống động xây dựng cái căn nhà của Hội Thánh luôn đứng vững. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban hệ với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi theo Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Giô Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Hãy thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã xây dựng giáo hội trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ. Với tâm tình mến yêu Hội Thánh, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúa Giêsu, vị mục tử tối cao, đã trao cho Thánh Phêrô chăm sóc giữ gìn đoàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban sức mạnh cho Đức Thánh Cha, để như người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã gọi ông Simon Phêrô đi lưới người như lưới cá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người làm nghề đánh cá, những thủy thủ trên sông biển,
được ơn bình an, luôn may lành trong công việc hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được trọn vẹn, giáo lý của Chúa được tinh tuyền. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn khiêm tốn vâng theo lời giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quý chức ban hành giáo biết mến yêu và trung thành với Hội Thánh, hết lòng công tác với các mục tử trong mọi sinh hoạt mục vụ hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ mà Hội Thánh bắt đầu đón nhận đức tin, xin nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên và làm cho chúng con biết trung thành tuân giữ những gì hai thánh tông đồ giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Soi trên ngàn lối, nguyện theo chân Chúa bước đi miên man, mặc cho gió sương đường dài, đời đẹp tươi dưới ánh sáng ngài.
Anh chị em ơi, cầu nguyện để hy lễ của tôi là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh thánh. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh tông đồ cầu khẩn và ban cho chúng con được sốt sang cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm nay Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúa đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập ngôi thánh tiên cậy cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đang được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con toàn truyền Chúa chịu chết và tiên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi đông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành ban nhàn cho tất cả cộng đoàn trong giáo giáp chung. Và xin Chúa cũng nhớ đến các bậc tiền nhân, ân thần nhân của giáo giáp đã qua đời. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Cha Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sung đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, nên Chúa lấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rằng đang xuống ư hào nhà con, nhưng xin Chúa khan một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Theo Thầy, phần con hay theo Thầy, về phần con hay theo Thầy, phần con hay theo Thầy, phần con hay theo Thầy, về phần con hay theo Thầy. Thuở nào Chúa đến gọi con theo Ngài, một đời theo Chúa ba nỗi buồn vui, Ngài gọi con hôm nào đã thiên muôn vàn, và đặt con làm bên làm ánh sáng trần gian. Phần con hay theo Thầy, phần con hay theo Thầy, về phần con hay theo Thầy. Ngài gọi con sống hiệp thông trong Ngài, một tình yêu mến thánh thiết không tàn phai, dù phải qua hôm nay và suốt cuộc.
theo thầy, về phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Gọi lúc bình minh, gọi lúc hoàng hôn, gọi lúc đời con bóng đêm đen. Lời gọi mời nồng nàn tha thiết, đưa con vào tình xưa đời con. Lời gọi nó con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Thuở nào Chúa đến gọi con theo Ngài, một đời theo Chúa bao nỗi buồn vui. Ngài gọi con hôm nào ta thiên muôn phần, và đặt con theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Phải gọi con sớm nghĩa tâm trong ngày, một tình yêu mến thánh thiết không tàn phai. Dù ngày con hãy và suốt muôn đời, một tình yêu chúa theo thầy, vì Chúa hãy theo thầy. Phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Chúa vẫn gọi con, gọi chính bên con, gọi lúc đời con nồng cháy tình yêu, gọi lúc đời con thấy cô liêu. Lời gọi nào để con buông hết, bước theo Ngài chẳng biết về đâu. Nơi gọi mơ con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Thuở nào Chúa đến gọi con theo Ngài, một đời theo Chúa bao nỗi buồn vui. Ngài gọi con hôm nào ta thiết muôn phần, và đặt con con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Ngài gọi con sống hiệp tâm trong Ngài, một tình yêu mến thánh thiết không tàn phai. Dù ngày qua hôm nay và suốt cuộc đời, một tình yêu chung tin vì Chúa mà thôi. Hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy.
xin dạy chúng con sống trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bè banh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, trọng kính cha chánh xứ Giuse, kính thưa quý thầy, quý dì, thưa quý hội đồng phục vụ giáo xứ, các giáp, các đoàn hội cùng toàn thể cộng đoàn, trong tâm tình vui mừng và phấn khởi cùng với toàn thể giáo hội, giáo giáp chúng con được sự yêu thương của cha xứ và ban chấp hành giáo xứ tổ chức cuộc rước tôn vinh hai thánh quan thầy, và được cha xứ dâng thánh lễ kính hai thánh tông đồ để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo giáp chúng con. Vậy với sự giúp đỡ của ban chấp hành giáo xứ, các giáp, các đoàn hội và toàn thể cộng đoàn, vậy con xin đại diện cho giáo giáp xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì, ban chấp hành giáo xứ, các giáp, các đoàn hội đã giúp đỡ chúng con hiệp dâng thánh lễ như cuộc rước thật sốt sáng và trang nghiêm. Và con cũng không quên cảm ơn quý cộng đoàn, quý vị ân nhân, thân nhân gần xa đã về và hướng về giáo giáp trong ngày mừng lễ hai thánh quan thầy của giáo giáp. Vậy con xin cúi đầu cảm tạ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa Kinh